Xin chào các bác, rất lâu rồi chúng em mới có những cái video review giới thiệu chi tiết cho các bác và anh em những cái sản phẩm lẻ như này. Và ngày hôm nay rất là hân hạnh được giới thiệu cho các bác và anh em cùng tham khảo một cặp loa siêu chép phiên bản mới nhất của năm 2023 vừa mới cập bến tại Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em. Đây là sự kết hợp của những dòng loa siêu chép với rất nhiều những công nghệ tiên tiến hiện đại của những năm 2023 mà tạo ra một chất lượng âm thanh rất rất khác biệt so với tất cả những đôi loa chép hiện tại chúng ta đang thấy trên thị trường. Với đôi loa siêu chép ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy nó là một sản phẩm hoàn hảo chứ không phải là lắp ghép hay là được thiết kế thủ công nữa, đúng không ạ? Vì nó hoàn thiện từ cái vỏ thùng cho tới một cái mặt thiết kế. Đây là một sản phẩm chính hãng thương hiệu WeWork của Mỹ được sản xuất tại Đài Loan và công nghệ của Mỹ. Và đây là sản phẩm mà chúng em đã giới thiệu cho các bác và anh em rất rất nhiều, đúng không ạ? Đây là cái thương hiệu mà chúng em phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đây là khi mua tại Hoàng Long chúng em thì cam kết các bác là không có hàng giả hàng nhái. Và nói về cái sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta đang nghe bên này là một đôi, và bên này thì em đang chưa chơi đâu các bác nhé. Có nghĩa chúng ta đang chơi một đôi như này và đây là chỉ có tiếng chép không thôi. Cái loa chép ngày hôm nay sẽ khác biệt hoàn toàn ở chỗ là phiên bản này nó lại là họng kèn, một cái họng kèn khá lớn cộng với một cái thiết kế được đặt vào trong một cái thùng như này. Cái thùng này thì khá là nhỏ gọn thôi. Đầu tiên em sẽ nói về kích thước đã các bác nhé. Chiều rộng của nó là 27 cm, chiều cao khoảng tầm 27 cm nên tính cả chân, và chiều sâu của nó thì khoảng tầm 24 cm thôi, có nghĩa là nó khá là nhỏ xinh xinh để chúng ta có thể đặt trên nóc cái loa mà chúng ta đang chơi này, vừa đặt trang trí vừa để tạo ra cái hiệu ứng âm thanh rất rất tuyệt vời. Với cái dòng cặp loa siêu chép này thì rất phù hợp với những anh em nào mà đang có những cặp loa mà nó đã bị thiếu chép này, đặc biệt những dòng loa Mỹ, loa châu Âu ấy, những loa cổ của Nhật chẳng hạn nó cũng đang bị thiếu rất nhiều chép. Và hai là những người mà hát karaoke nhiều với cháy chép chẳng hạn thì chúng ta có thể lắp thêm những cặp loa chép này vào để cho bổ sung thêm cái giải loa siêu chép cho nó dày hơn, nó sáng hơn. Và cũng đặc biệt là dành cho những anh em nào mà thích nghe những bản nhạc tí tách du dương không lời như thế này, những bản nhạc hòa tấu thì nó cần những cái tiếng của những bộ gõ, những cái tiếng leng keng lách cách, nó phải thật là dày, là sáng và rất chi tiết, long lanh để cho nó tạo cái cảm xúc chúng ta nghe nhạc nữa, nó sẽ hưng phấn hơn rất nhiều. Và với ai mà đã nghe loa chép quen rồi mà loa bị chết chép chẳng hạn hoặc thiếu chép chẳng hạn thì nghe rất là thiếu, nó rất là nhạt nhẽo, rất là thiếu cảm xúc, đúng không ạ? Và với cặp loa chép này thì khác biệt với những dòng chép trên thị trường thì ngoài cái thiết kế họng kèn lớn tạo ra cái độ phủ rộng thì nó là một cái thiết kế lai ghép giữa hai cái dòng chép, tức là cái chất âm của nó thiết kế lai ghép giữa dòng chép giấy và dòng loa chép kim loại. Và chúng ta hình dung có những dòng loa chép như này thì nó là chép giấy, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái dòng nữa là chép kim loại, vì cái vành của nó là bằng kim loại. Mỗi cái loa sẽ có một cái đặc trưng hay, một cái tiếng chất âm hay riêng. Tiếng chép giấy thì nó sẽ mềm mại, êm ái. Và tiếng của những dòng loa chép kèn như này thì có cái họng kèm kim loại này thì tiếng leng keng nó đanh hơn. Với cái chép mà họng kèn nhựa tổng hợp như này thì nó lại tạo ra kết hợp của hai cái dòng như vậy. Nó vừa mềm mại, êm ái mà nó lại vừa có cái độ đanh nhất định, nhưng mà không gây cho cảm giác mà chúng ta nghe nhạc nó bị chói gắt hay là đau đầu. Đấy, cái đấy là đặc biệt của những cọc chép có thiết kế họng kèn như này. Và ở giữa thì được có một trang điểm thêm một cái họng kèn, cái hỏa tiễn ở đây, đúng không ạ? Một cái đồ đạn hỏa tiễn làm cho cái chép nhìn cho nó có vẻ tương nổi bật hơn, nó sang trọng hơn. Và đây là sản phẩm thương hiệu WeWork chính hãng của Mỹ các bác nhé, thương hiệu của Mỹ như em đã giới thiệu đấy. Thì cái này thì nó có tem chính hãng, nó sử dụng công nghệ của Mỹ và có tem bảo hành đồng hoàng cho chúng ta. Và quay về phía sau chúng ta cùng quan sát với cái thiết kế của nó, là một sản phẩm hoàn hảo rồi, hoàn thiện từ bên ngoài đến bên trong. Thì bên trong của nó được thiết kế mạch phân tần sẵn để khi chúng ta có thể đấu thẳng trực tiếp vào âm ly, đấu thẳng trực tiếp vào cục đẩy thông qua cái cầu kết nối đỏ đen như này, và đấu thẳng trực tiếp luôn là không sợ bị cháy luôn các bác nhé. Nó có mạch cản để chống cháy này, chống loại bỏ toàn hoàn toàn những cái giải trung giải trầm đi, chỉ có giải chép đưa qua cái loa chép này thôi. Và đây đằng sau có một cái thiết kế cái tem, đây là hàng mới chính hãng, nó sẽ như này, chúng ta có thể bóc cái này ra các bác nhé. Đấy, đây là logo WeWork dập nổi luôn, có mã vạch. Đấy, và công suất của nó là 400W, trở kháng 8 ohm. Model của nó là ST200 Pro các bạn nhé. Đấy, thì về nhà các bạn có thể tháo ra cái núm xoay này và chúng ta sẽ nhìn lên cái lỗ để chúng ta luồn dây vào, xong chúng ta siết chặt lại. Thì đầu còn lại này chúng ta sẽ đấu vào âm ly, đấu vào cục đẩy của chúng ta, hoặc là đấu ngay từ loa nó chính của chúng ta lên là được. Cái phiên bản này đặc biệt là thiết kế bằng cái chân đế này, nhìn nó rất là vững chãi và rất là sang. Đấy, với cặp loa như này nó không còn là đơn giản là để phát ra âm thanh nữa, mà nó còn là cái sản phẩm để chúng ta trưng bày cho cái phòng khách của chúng ta, cho cái bộ dàn nó trở nên độc đáo hơn, sang trọng hơn. Màu gỗ rất hài hòa, màu này là màu nâu trầm này. Đấy, rất rất hài hòa với không gian nội thất của chúng ta nữa, và kết hợp cùng với màu vàng, đúng không? Màu vàng ánh kim loại của cái họng kèn này.
và một cặp chép như này đang có mức giá rất rất yêu thương. Với những cặp chép mà cho chất lượng âm thanh như này thì trên thị trường chỉ có những bán củ chép không thôi, nó cũng khoảng tầm mười mấy triệu đồng một đôi rồi các bác. Nhưng ngày hôm nay sản phẩm lại hoàn thiện từ thiết kế, từ chất âm, rồi cho những cái chất lượng âm thanh như thế này mà giá hàng chính hãng ngày hôm nay chúng em bán chỉ có 3 triệu đồng một đôi thôi các bác. Tất nhiên chúng ta có thể kết hợp để có thể vừa nghe nhạc này vừa hát karaoke được luôn các bác nhé. Tất nhiên là khi mà chúng ta lắp cho chép vào rồi, chúng ta cần phải căn chỉnh lại một chút để cho nó đỡ bị hú rít. Đấy, còn đâu là các bác và anh em hát vô tư, nếu thì không hú rít hát thoải mái các bác nhé. Và ngay sau đây thì em mời các bác và anh em cùng nghe và trải nghiệm thử cái chất âm của cái cặp loa siêu chép ngày hôm nay nhé. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm luôn các bác. Đấy, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc nhé. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức. Đấy, như vừa rồi các bác và anh em đã trải nghiệm thử cái chất âm của cặp loa siêu chép này rồi ấy. Thì chúng ta có cảm nhận được rằng là nó có cả cái giải trung cao này, nó có giải chép này, có giải siêu chép nữa. Có nghĩa là một cái loa này thôi nhưng đảm nhiệm được rất rất nhiều các cái giải tần số rất rộng như vậy. Và khiến cho cái cảm giác khi mà chúng ta phối hợp cùng với cái loa chính và nó sẽ cho chất lượng âm thanh nó nổi bật. Cái giải chép nó cao này, nó dày, nó sáng này và nó lung linh đang keng lách cách. Và đặc biệt là khi chúng ta trong một buổi sáng mà chúng ta hòa cùng một ấm trà, một ly cà phê, nghe thưởng thức những bản nhạc này thì thôi thì rất tuyệt vời, rất cảm xúc. Và nếu như các bác và anh em có nhu cầu mua sắm những cặp loa siêu chép như này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của chúng em ở trên màn hình nhé. Địa chỉ của chúng em tại 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.